Xin chào tất cả các anh chị, em tên là Hương Phùng ở bên York, Pennsylvania. Hôm nay em muốn giới thiệu cho tất cả các chị em phụ nữ một sản phẩm mà em rất là thích. Đó là gọi là New Skin Contouring Lip Gloss. Cái này nó có 3 màu. Thì cái màu mà em đang dùng nó gọi là beige. Nó rất là tự nhiên. Khi mà em dùng thì em cảm thấy là cái môi của mình nó rất là mọng và căng. Và nó rất là natural. Mà mình, có nghĩa là nó không có dính nữa. Và nó không có mùi. Thì mình có thể wear, mình có thể bôi lên tự nhiên, hay là mình có thể bôi khi mà mình wear lipstick á. Thì cái lý do tại sao mà cái sản phẩm này nó rất là độc đáo, tại vì cái thành phần của nó có cái chất gọi là collagen. Thì trong vòng 28 ngày khi các chị dùng thì mình thấy là cái môi của mình nó mọng hơn và nó sexy hơn. Thì em muốn giới thiệu cái sản phẩm này cho tất cả các chị em phụ nữ để có sự tự tin khi đi tiệc hay là đi party hay là đi ra ngoài đường. Cảm ơn chị.